Chào mừng anh chị đã trở lại với kênh Bất Động Sản Khu Tây của Tuyết. Hôm nay Tuyết sẽ giới thiệu với anh chị về một dự án khá là đặc sắc ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Hôm nay thì Tuyết có dịp ghé Mỹ Tho thì Tuyết thấy có một dự án shop house và nhà phố liền kề trải dọc bờ sông Tiền rất là đẹp luôn. Dự án này nằm trên địa bàn của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và nằm trên cung đường du lịch của Mỹ Tho rất là nổi tiếng. Chủ đầu tư ở bên đây là công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc nha anh chị. Trải dài sông Tiền nằm trên con đường Hoàng Sa thì Tuyết thấy ở đây có nhà phố liền kề nè, shop house cũng như là biệt thự đơn lập. Đây trước mắt của anh chị đó chính là điểm nhấn của dự án vừa được chủ đầu tư Tây Bắc triển khai vào đầu năm 2022 vừa qua. Dự án có tên là Mỹ Tho Riverside, nằm trên mặt tiền đường Hoàng Sa thuộc phường 6 của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhìn trên cao nhìn xuống thì hẳn là anh chị cảm thấy rất là thích đúng không? Tổng diện tích của khu vực này là 73.126m², gồm các biệt thự đơn lập khoảng tầm 41 căn, nhà phố shop house liền kề khoảng 221 căn. Shop house thì anh chị hãy coi cuối clip để thấy shop house dọc bờ sông Tiền nha. Dự án có vị trí đắc địa nằm ở dọc bờ sông Tiền và nhìn sang Cồn Quy cũng như là Cồn Long và Cồn Phụng. Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc thì được thành lập và hoạt động từ năm 2004 và hiện tại thì chuyên về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cũng như là kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó thì việc tạo lập hệ thống trung tâm thương mại mua sắm, siêu thị cũng như là chợ hiện đại. Hôm nay có cơ hội đến đây thì Tuyết có dịp dạo một vòng xung quanh của dự án Mỹ Tho Riverside cũng như là đi xung quanh khu vực thì cảm thấy rất là thích vì mặt tiền sẽ giao với lại sông Tiền, cảm giác rất là thoải mái khi sống ở đây. Giá của biệt thự đơn lập ở phía đường bên trong cùng thì sẽ có giá dao động tầm khoảng 10 tỷ rưỡi nha anh chị. Còn mặt ngoài hiện tại chủ đầu tư có thể là chưa báo giá và đang nhận booking tại vì số lượng có hàng chỉ tầm khoảng 4 căn thôi. Theo nhận định của mình thì về đây nghỉ dưỡng và mở quán cà phê thì có lẽ sẽ rất là hợp lý vì nơi đây sẽ giúp giới trẻ thu hút về check-in cũng như là một cái không gian mới mẻ. Phía trước mắt của anh chị đó chính là shop house nằm trên mặt tiền của dải sông Tiền luôn nha anh chị. Trục đường này chính là trục đường Hoàng Sa cùng với biệt thự đơn lập mà chúng ta vừa đi qua. Shop house thì sẽ là khoảng tầm ngang 5-20 và khoảng dao động từ 4 cho đến 5 tầng. Giá cũng dao động từ khoảng 15 tỷ trở về nha anh chị. Kết thúc một ngày làm việc tại Mỹ Tho thì anh chị nào đang quan tâm về dự án ở khu vực nào có thể liên hệ với Tuyết qua số điện thoại cũng như Zalo trên màn hình nha. Cảm ơn anh chị đã xem hết clip này của Tuyết. Hãy nhấn like and subscribe kênh để Tuyết có thể cập nhật những dự án mới nhất.